tay đi đâu không sao. Chưa biết hả? Đi nhậu không sao? Sáng sẽ nhậu đi. Trời ơi, không biết nhậu là cuộc đời rất là buồn. Tắt đi Vi ơi. Lôi kéo mà không thành á. Buồn. Không thế này. Sốt vô. Thì có. Làm sao mà bị? Chắc công ty mấy người xung quanh cũng bị nhiều nên em không biết đây khi nào. Mà làm sao mà biết? Thì có triệu chứng thì về test thôi. Test ra. Dạ. Em tự test hả? Dạ. Luôn. Dạ. Chắc quen rồi. Bình thường hồi đó công ty thì một ngày 3 ngày tới một lần. Chúng ta không kịp không để nó không để mà. F0 giờ thấy khỏe, khỏi slay. Nay vẫn bị nha. Đừng có đâu à. Mà nó khó bị hơn. Ai yếu dữ lắm nó bị ra lần thôi. Ông Lập cũng như chắc ông bị. Ông đâu có test đâu mà. Ông test không ra nhưng mà bị một lần ở nhà 14 ngày thấy sợ rồi. Ủa vậy là 3 tuần em chưa qua hả? Em đâu, gần 1 tháng luôn. Lần trước em qua đây hình như ngày 28. Ngày 11. Bây giờ 27, 22 rồi. Mau ghê trời. Mau gì ta cách ly, ta thấy ngày dài em chết nè. Như mình về 5 tháng rồi. Thấy nhanh mà. Đúng không? Đợt mình về thấy nhanh. Nửa năm. Ừ. Ấy thì nó ấy thì mình đợi nói quốc cái nửa năm rồi nó. Mặt đỡ rồi mà đâu có thấy mụn mấy đâu. Vi cách ly mấy ngày rồi ta? Quách 15 ngày. Biết được tuần chưa nữa. Dữ vậy hả? Nó bị từ hôm nó đi hôm thứ nó nghỉ hôm thứ sáu, thứ năm, tối thứ năm. Là chơi vào thứ sáu đi. 10 ngày, chưa được 10 ngày. Ở bên đây còn anh hai em hả? Anh hai em có bị chưa? À, em ừ. Anh hai em bị trước, em là bị sau cùng á.
tính rồi. Nhưng mà tính đang có tính, chưa hết đỏ rồi đúng không? Hả? Chưa hết đỏ rồi đúng không? Chưa hết đỏ. Bớt rồi nè. Con bên đây còn. Hết rồi. Cái bữa mày chụp căn cứu nó mới đỏ ké. Vậy đây như mới nhậu xỉn. Tức là em sẽ nếm ấy là em sẽ lai cho nhiều người luôn. Đúng không? Em đâu biết em bị đâu. Chụp căn cước là phải cởi khẩu trang mà. Ba giây à, gỡ xuống 3 giây. Không biết có trai đẹp không vậy? Có trai đẹp. Nhưng mà trai đẹp đang bụng bự. Trai đẹp thì em có bụng bự rồi. Mặt thì đẹp nhưng bụng bự. Ông không ăn thì bông nào bụng không bự lắm. Em mới đi bệnh viện về luôn hả? Em hả? Ừ. Dạ. Để lấy dây ép hết ấy rồi thì đi làm á hả? Dạ. Yeah. Em bị ép không em có báo lên phường không? Dạ có chứ. Ôi. Lấy giấy để từ bữa công ty trả lương lại mình. Nghỉ có lương mà chị. Đúng rồi, cái này lây lây từ trên công ty mà. Công ty em nhiều người bị chưa? Công ty em cũng nhiều. Tại công ty đông mà. Ừ. Ủa Khánh nó có tự trình chưa sao không thấy nó ta? Mới đi mà. Hết rồi. Khánh mà mới đi gì? Khánh nào? Còn bữa đi ca về là bữa sau nó còn đi qua mà. Bữa hết điều chỉnh xong hả? Hết điều chỉnh chưa? Hết rồi. Rồi đi hả? Không hiếu việc không hả? Ừ. Không hiếu á. Hiếu không? Không hiếu có vợ quen? Không. Thế nào? Hiếu lộn quá. À. Em dễ quên. Thì nó sẽ chăm đi hơn chứ. Nhớ nó có nó mới đi mà. Da bạn đó lâu lâu mới có cục cái cục mà. Mụn bếp thì mà còn lấy mụn nhanh nữa, thì bếp đâu có nhiêu phút rồi.
kênh pha ke của mình ấy, 3 tuần là chưa thấy ra clip mới. Mình có làm gì đó đâu mà nó pha ke được mà. Ừ. Vì đăng review không đăng, coi mẹ ăn trộm được cái gì nữa. Hay là lên TikTok, không biết TikTok mình không trời. Rồi lấy clip trên TikTok thôi. Bữa trước hôm nay nó đăng thông tin về mình, vừa nay thấy nó đăng thông tin về mình. Bây giờ được mấy khách chứ mấy. Như là khách tìm trên Facebook của mình nó cũng ra chứ bộ. Hôm qua có khách ở Facebook qua đây. Ở bên Bình Tân đi. Khách trên đấy thì toàn giống như đọc đánh giá đồ. Khách Facebook qua là nhận được biết liền luôn á. Tết em có dự quan không Tết? Chưa biết đi. Em đâu rồi? Dạ, Phan Rang. Nhưng mà em có nghe thông tin nào gì quê nó chắc đi không? Không, em thấy về bình thường mà. Tại quê bây giờ dịch cũng nhiều, thấy cũng bình thường như trong đây thôi. Mình dịch bên đây nó đánh ra ngoài Bắc rồi. Hà Nội bên đây vượt top rồi. On top rồi. Bữa như có ngày nào mà mười mấy ngàn ca mà. Bình thường giờ mười mấy ngàn ca là bình thường. Hà Nội ngàn hôm qua như ngàn mấy á. Hồ Chí Minh cơ. Thương em tôi chứ kìa trời ơi. Cũng có như là thôi chứ. Nè, một này. Làm gì vậy? Nó lao tủ lạnh. Trời ơi, nấu vậy thôi.